Bắc đã có bàn thắng mở tỷ số quá nhanh, quá nguy hiểm. Thái Sơn Bắc đã có bàn mở tỷ số ở trong trận đấu này. Quang Vũ là người giúp cho Thái Sơn Bắc vươn lên. Cơ hội để cho Cao Bằng có được bàn gỡ ở trong trận đấu này. Lâm Trung Thuận rất chính xác. Lâm Trung Thuận đã có bàn thắng dành cho Cao Bằng, rút ngắn tỷ số xuống còn 4-1. Dứt điểm ngay. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho Thái Sơn Bắc rồi. 5-1. Tỷ số hiện tại đang là 5-1. Người ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 3, Văn Phạm. Như vậy là trận đấu đã chính thức khép lại. Chiến thắng 5-1 dành cho đoàn quân, dành cho Thái Sơn Bắc. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với thực lực của đội bóng đến từ Hà Nội.